Ok các bạn, hôm nay ta lại tiếp tục cái bài thành phần nguyên tử. Thầy nhắc lại hôm trước, nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ để cấu tạo nên cái gì nữa? Một cái nguyên tố hóa học. Từ nguyên tố hóa học thì nó mới có thể tạo ra một cái phân tử, rồi từ phân tử mới cấu tạo ra chất. Và hôm trước chúng ta đã biết rằng nguyên tử của chúng ta được cấu tạo gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là hạt nhân. Phần thứ hai đó là lớp vỏ. Hạt nhân thì được cấu tạo từ hai loại hạt proton mang điện tích dương có khối lượng là 1,6726 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Còn khối lượng của gì nào? Neutron thì là 1,6748 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Đấy, thầy không có sách vở gì hết mà thầy vẫn nhớ kỹ nha các bạn. Neutron thì không mang cái điện tích. Đó. Còn phần thứ hai đó là lớp vỏ. Lớp vỏ thì được cấu tạo từ các hạt gọi là electron, ký hiệu là E, khối lượng rất là đáng, rất là nhỏ, không đáng kể nha các bạn. 9,1 nhân với 10 mũ trừ 31 kg. Đó là cái thông tin hôm trước chúng ta đã học. Thì chúng ta thấy như thế này. Trong cái quá trình tính toán, bọn con thấy là khối lượng của proton là 1,6726 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Con số này rất là bé nha các bạn. Không có một cái dụng cụ cân nào để có thể là đo được cái khối lượng này cả. Khối lượng này chẳng qua là được đo đạc tính toán dựa trên lý thuyết nha bọn con, chứ không có cái cân nào mà đem đi đo cái khối lượng của hạt proton được hết á. Nó rất là bé nha các bạn. Tương tự, chúng ta có M của neutron là 1,6748 nhân với 10 mũ trừ 27 kg, cũng là một con số vô cùng bé ha. Tiếp tục nữa này, chúng ta có M electron. Hai cái hạt này khối lượng đã rất là nhỏ rồi, mà khối lượng electron càng nhỏ hơn nữa, 9,1 nhân với 10 mũ trừ 31. Đây, con số mũ này các bạn này, trên này mà có dấu âm, cái giá trị của nó càng lớn thì cái số này sẽ càng bé nha các con. Số mũ mà âm mà có cái gì này này, cái phần trị số á ha, mà càng lớn thì cái số đó sẽ càng bé nha các bạn. Đó, 9,1 nhân với 10 mũ trừ 31 kg. Thì các bạn thấy rằng khối lượng rất là nhỏ đúng không ạ? Ngoài ra các bạn thấy là hôm trước thầy vẽ cho các con ấy, là cái phần hạt nhân và cái phần phần vỏ ha. Đây là vỏ này các bạn. Và ở đây là hạt nhân các bạn. Thì khi mà chúng ta vẽ như thế này thì bản chất là chúng ta đã phóng đại lên cả tỷ tỷ lần rồi. Thực chất khối lượng, thực chất cái kích thước của nguyên tử thì các con không thể nhìn thấy được. Không thể nhìn thấy được các bạn nhé. Ở đây các bạn lưu ý cho thầy, các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau thì có kích thước khác nhau. Thầy lấy ví dụ như thế này. Cái anh hydro nha các bạn, trong hạt nhân của nó chỉ có một proton và cái lớp vỏ của nó cũng chỉ có một electron. Thì khi này này, nếu mà chúng ta tưởng tượng chúng ta phóng đại cái thằng này lên triệu triệu lần, thì chúng ta cầm thước chúng ta đo, thì cái khoảng cách từ cái gì nữa, cái hạt nhân ra ngoài cái phần vỏ này, người ta gọi nó là bán kính nguyên tử nha các con. Đấy, các con cứ tưởng tượng là gì nữa, quỹ đạo chuyển động của các electron là quỹ đạo tròn, thì tính từ tâm ra ngoài này chính là bán kính nha. Tiếp theo, giả sử cái anh thứ hai là anh heli đi, anh heli các bạn, hoặc anh li ti nha các bạn. Cái chất thứ ba là chất li ti.
thì cái phần vỏ của nó sẽ cách xa hạt nhân hơn. Tức là tính từ tâm ra ngoài phần vỏ này, nó sẽ có bán kính lớn hơn của anhydro. Như vậy các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau thì các con nhớ cho là kích thước luôn luôn khác nhau, chứ không phải là anh này nó sẽ giống anh kia. Vì sao chúng ta gì đó cùng một cái loài người nhưng mà gì đó hình dạng kích thước cái khuôn mặt của người này người kia là vẫn có cái đặc điểm để mà nhận biết được, đúng không các bạn ạ? Thì nguyên tử nó cũng vậy, các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau thì nó sẽ có kích thước khác nhau, những con người khác nhau thì nó sẽ có cái đặc điểm khác nhau để là họ nhận dạng. Ví dụ có một cái đặc điểm rất là đặc trưng của con người đó là vân tay, thấy chưa? Vân tay của người này chắc chắn sẽ khác vân tay của người kia, nhớ nha. Hoặc là cái gì nào nhận diện bằng cái trong mắt tất cả con đó, mỗi người khác nhau cũng có một cái trong mắt khác nhau. Tuy nhiên là không thể là gì đó, chúng ta lại đem cái trong mắt đó đi để mà nhận diện, bởi vì là nó nguy hiểm ha. Thì bây giờ mỗi người khác nhau thì sẽ có một cái dấu vân tay khác nhau, đó là đặc điểm. Thì tương tự nguyên tử của các nguyên tố cũng vậy, các cái nguyên tử của các nguyên tố khác nhau thì nó sẽ có kích thước khác nhau. Và chúng ta thấy kích thước rất là nhỏ các con. Tính từ tâm của nguyên tử nhé ra ngoài phần vỏ thì chúng ta thấy rằng cái đường kính đó, ha, đường kính là khoảng vào khoảng là 10 mũ trừ 1 nanomet. Cái đường kính của nguyên tử á, tức là tính từ bên này qua bên kia luôn á cả con, là khoảng vào 10 mũ trừ 1 nanomet, tức là khoảng vào tầm này, đường kính của nguyên tử là vào khoảng là 10 mũ trừ 10 mét nha các bạn. Lưu ý cho thầy này, đường kính của nguyên tử tầm khoảng 10 mũ trừ 10 mét. Thì khi biểu diễn như thế này thì chúng ta thấy nó dài dòng, vắn từ và khó nhớ, đúng không các bạn? Thì người ta sẽ cố gắng chuyển đổi về thành một cái đơn vị đo mới để biểu diễn cái kích thước của nguyên tử. Và người ta đề xuất cái hai cái đơn vị đo. Đơn vị thứ nhất đó là nanomet. Cứ 1 nanomet thì bằng 10 mũ trừ 9 mét. Nhá, 10 mũ trừ 9 mét. Cho nên ví dụ như thầy nói như thế này, bán kính của nguyên đường kính của nguyên tử á là 10 mũ trừ 10 mét, thì thầy có thể viết lại là bằng 0,1 nanomet. Đó, được chưa các bạn? Kích thước 0,1 nanomet là nó bé lắm á nha các bạn. Đó, rất là bé. Đấy, thì khi mà sử dụng con số 10 mũ trừ 10 thì nó dài dòng ha. Cho nên là người ta sẽ chuyển đổi về lại cái đơn vị đo mới để mà diễn tả cái gì đó, cái kích thước của nguyên tử cho nó dễ dàng. Đơn vị như vậy người ta sử dụng hai cái đơn vị đo, đơn vị thứ nhất đó là nanomet và đơn vị thứ hai là angstrom. Ăn này, angstrom này, đọc kỹ nha các bạn. Và ký hiệu của angstrom là viết chữ A rồi có cái ký hiệu số 0 ở trên đầu. Thì 1 nanomet thì bằng 10 mũ trừ 9 mét và bằng 10 angstrom. Còn 1 angstrom thì bằng 10 mũ trừ 10 mét. Đổi ra cm thì các con nhân với 100 thì nó còn lại là 10 mũ trừ 8 cm. Tương tự mà ví dụ các con muốn đổi sang mm thì lấy 10 mũ trừ 10 nhân với 1000 tức là 10 mũ 3 thì nó ra được khoảng là 10 mũ trừ 7 mm. Đấy nha các con. Như vậy nguyên nhân vì sao mà phải sử dụng kích thước của nguyên tử? Thì nguyên nhân sâu xa nhất đó là do kích thước của nguyên tử rất rất nhỏ.
Nhá, rất rất nhỏ. Cho nên cần phải sử dụng một cái đơn vị đo mới để phù hợp với việc biểu diễn kích thước một cách đơn giản và nhẹ nhàng. Chính vì vậy người ta đưa ra hai đơn vị đo, đó là nanomet và angstrom. Thì đối với cái chỗ này, chúng ta chỉ cần quan tâm tới cho thầy cách đổi đơn vị thôi. Được chưa nào? 10 mũ trừ 9 mét thì viết thành 1 nanomet, hoặc là viết thành 10 angstrom. Angstrom nha các con. Tờ rom này ha. Còn chữ này là xích đó. Angstrom. Được chưa các con? Rồi nha em. Đó. Và chú ý này, đường kính của nguyên tử là khoảng 10 mũ trừ 1 nanomet, tức là bằng 1 angstrom, tức là bằng 10 mũ trừ 10 mét. Đó, đó là tính từ cái gì đó? Cái vòng bên này, từ cái điểm bên này qua cái điểm bên kia. Còn của hạt nhân nó càng bé hơn nữa các con nhé. Kích thước của cái hạt nhân này nó càng bé hơn nữa nhé. Nó cỡ vào khoảng 10 mũ trừ 5 nanomet thôi. Đó. Còn đường kính của electron, proton lại còn nhỏ nhỏ hơn nhiều nữa. Bởi vì sao nè? Bởi vì hạt nhân này thì được cấu tạo từ cái gì các con? Từ proton và neutron. Nguyên tử đã bé rồi này, thì hạt nhân càng bé hơn. Và proton, neutron và electron lại càng càng bé hơn nữa. Hôm trước thầy cũng đã có nói phần hạt nhân này thì nó cái phần giữa hạt nhân và phần vỏ nó không tồn tại cái gì cả. Không tồn tại giữa giữa này cái gì cả hết á. Cho nên người ta nói nguyên tử có cấu tạo rộng. Các con lưu ý cho thầy nha. Đó. Thì từ đây này, nắm cho thầy cái thông tin này này. Vì sao phải nắm? Vì tí nữa sẽ có đụng chạm tới việc tính toán. Tí nữa sẽ có đụng chạm tới các cái câu hỏi liên quan tới nó. Nhớ nha các bạn. Đây, đường kính của proton này, electron này là phải khoảng 10 mũ trừ 8 nanomet. Đọc kỹ thông tin này nha. Thì tí nữa do có nhiều bạn yêu cầu thì thầy cũng sẽ xuất cái file này ra cho các bạn để các bạn ghi nhớ ha. Tiếc cái là do dịch bệnh nó thế này cho thầy không thể bảo các bạn tới nhà lấy tài liệu về học được. Cái thứ hai đó là khối lượng của nguyên tử. Khi này khối lượng của nguyên tử đây các bạn này, thì chúng ta có khối lượng của proton này, khối lượng của neutron này, khối lượng của electron này, thầy đã liệt kê hết rồi. Và các con thấy là những con số này rất là dài dòng khó nhớ đúng không các bạn? Như vậy là vì dài dòng khó nhớ cho nên là nó không có phù hợp để biểu diễn cái khối lượng của nguyên tử. Chính vì vậy người ta sẽ cố gắng tìm cách chuyển đổi cả cái gì đó, giá trị này sang một cái giá trị mới sao cho nó ngắn gọn và để biểu diễn cái khối lượng của nguyên tử một cách đơn giản hơn em. Kích thước, khi nói tới kích thước thì người ta sẽ quan tâm tới cái khoảng cách từ hạt nhân nha các bạn, tới cái lớp vỏ hoặc là đường kính của cái lớp vỏ. Còn khi nói tới khối lượng của nguyên tử thì người ta sẽ quan tâm tới khối lượng của các hạt cấu tạo nên nguyên tử. Thì các nhà hóa học đã chọn carbon. Vì carbon là một cái nguyên tố vô cùng quan trọng để cấu tạo nên sự sống ha. Có carbon này thì nó mới cấu tạo nên protein, có carbon này nó mới các cái amino acid, các cái amin, rồi các cái chất quan trọng trong đời sống. Cho nên là người ta chọn nguyên tố carbon làm nguyên tố đơn vị nha. Thì bây giờ người ta đo ha, người ta lấy ra một nguyên tử carbon. Một nguyên tử carbon.
Sau đó người ta đem cân ha. Đem cân nha các bạn. Đem cân thì người ta thấy rằng khối lượng của một nguyên tử carbon thì nặng vào tầm khoảng 19,9265 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Đó, người ta đem cân lên á thì người ta thấy rằng khối lượng của một nguyên tử carbon á là nó nặng này. Khối lượng của một nguyên tử carbon là tầm khoảng 19,9265 nhân với 10 mũ trừ 27 kg nha các bạn. 27 kg. Sau đó đem chia thành 12 phần bằng nhau, đem chia thành 12 phần bằng nhau. Đó. Và sau khi đem chia thành 12 phần bằng nhau rồi thì lấy ra một phần nha các con. Lấy ra một phần để làm đơn vị đo. Để làm đơn vị đo khối lượng nguyên tử. Các con hiểu không ạ? Người ta phải chọn ra một cái để làm đơn vị nghe. Người ta chọn ra một cái để làm đơn vị. Rồi sau đó gì các bạn? Rồi sau đó chia thành 12 phần bằng nhau, lấy ra một phần để làm đơn vị đo khối lượng. Thì vì sao mà phải chia ra 12 phần bằng nhau mà không chia cho 10, không chia cho 6, không chia cho 8 đâu vân vân. Thì trong cái quá trình người ta chia thì người ta thấy như thế này. Chia ra 12 phần bằng nhau thì nó ra được 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Thì nó xấp xỉ ha, xấp xỉ bằng khối lượng của proton. Và cũng xấp xỉ bằng khối lượng của neutron. Khi mà chia, giả sử người ta chia cho 1 không hợp lý đúng không các con ạ? Chia cho 2 cũng không thể hợp lý. Và khi đến chia đến 12, chia thành 12 thì người ta thấy ra được kết quả là 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Thì thấy nó xấp xỉ bằng khối lượng của proton. Thế các bạn ạ, 1,6726 xấp xỉ bằng ha. Cho nên là gì nè, người ta chọn cái đó làm gì nè, đơn vị đo khối lượng nguyên tử. Được chưa? Và người ta đặt cái này nè, người ta đặt 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 kg này là 1 U nha các bạn, 1 U. Thì bây giờ 1 U sẽ là hiệu là bằng 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Thì khi đó thay vì khối lượng của proton viết dài và phức tạp là 1,6726 nhân với 10 mũ trừ 27 kg thì người ta viết nó là gần bằng 1 U. Vì 1 U là bằng từng đấy. Được chưa ạ? 1 U là bằng từng đấy. Cho nên là khi này khối lượng của proton thì người ta viết lại đơn giản là từng này. Rất là đơn giản, ngắn gọn, cứ hiệu 1 U. Và người ta đã có cái U, 1 U này là bằng từng này rồi. Thì các bạn tự nhấn vào, đúng không? Tương tự khối lượng của neutron cũng như vậy, 1,6748 ha, nhân với 10 mũ trừ 27, người ta cũng cho xấp xỉ gần bằng khối lượng của gì nào? Là bằng 1 U. Đấy nha các bạn. Cho nên ạ, vì sao mà lấy carbon mà không lấy các nguyên tố khác thì thầy cũng đã giải thích nên ạ. Vì nguyên tố carbon là một cái nguyên tố ha, cấu tạo nên sự sống ha, và nhiều cái gì đó tham gia vào nhiều cái hợp chất khác nha các bạn. Đó. Nguyên tử khối thì cho chúng ta biết được khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử. Ví dụ như thế này, thầy lấy nguyên tử khối, cái câu này các con hiểu như thế này. Ví dụ thầy lấy nguyên tử khối của oxy là bằng 16 đó, là bằng 16. Các con học ở lớp 8, lớp 9 các con cũng biết nhé, là bằng 16. Thì cái 16 này con các con hiểu là gì? 16 này là 16 U nhé, 16 U. Chứ không phải là 16 gram trên mol đâu đó các bạn ạ. Bản chất là gram trên mol ha. Đúng không? Đơn vị của cái khối nguyên tử khối là gram trên mol. Và con số 16 này cho chúng ta biết rằng cái khối lượng của nguyên tử oxy sẽ bằng 16 U. Mà trong đó U là bằng 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 kg.
thì các con nhân vào thì các con sẽ biết rằng là 16 nhân với cái thằng này thì con các con sẽ biết được là khối lượng của gì nè, của oxy nó gấp, nó gấp 16 lần của một u, đúng không? Đó, 16 là gấp 16 lần của một u, tức là gấp 16 lần đơn vị đo gì nè, khối lượng nguyên tử. Cái này này, một u bằng 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 kg này, người ta gọi nó là đơn vị đo khối lượng của nguyên tử. Còn trên này, cái angstrom với nano này thì người ta gọi nó là đơn vị đo kích thước nguyên tử. Kích thước thì khi nói tới kích thước thì con cứ nghĩ tới chiều dài, mét hoặc là cm. Còn khi mà nói tới khối lượng của nguyên tử thì các con sẽ nghĩ tới là kg hoặc là gam. Các bạn hiểu bài không ạ? Chúng ta tiếp tục nha. Thì trong cái quá trình tính toán về khối lượng và kích thước của nguyên tử thì các con lưu ý cho thầy một số cái thông tin sau đây, một số nha. Trong cái dạng toán này, nhớ cho 1U là bằng 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 để mà chúng ta tính toán. Tiếp theo nữa là một angstrom thì bằng 10 mũ trừ 8 cm và bằng 10 mũ trừ 10 m. Đấy. Khối lượng của các hạt thì hôm trước đã cung cấp rồi nha, M của P, các con có thể cáp màn hình lại cái chỗ này để các con luôn là tí nữa các con tra cứu, còn không thì khi giải bài thì thầy sẽ ghi lại cho ha. Ở đây có một cái này là đáng ra sẽ học ở cả cái bài sau, nhưng mà thầy cũng cung cấp trước khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử. Cái này thôi như thế này, khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử nhá. Của một nguyên tử x bất kỳ nha, nguyên tử x bất kỳ. Thì chúng ta sẽ xem xét nguyên tử đó có bao nhiêu proton, có bao nhiêu neutron và có bao nhiêu electron. Lấy đơn giản như thế này, trong một cái bao, bao tải nhé, bao tải này sẽ có chứa cái gì? Có chứa là 5 quả cam, 5 quả cam. Rồi có chứa 5 quả gì nữa nè, 5 quả ổi đi. Tiếp tục, rồi nó sẽ có chứa balabala, được chưa? Có chứa balabala. Thì bây giờ khối lượng của một quả cam là bao nhiêu gam, được chưa? Khối lượng của một cái quả cam là bao nhiêu gam? Thì ở đây có 5 quả cam thì chúng ta chỉ cần 5 nhân với khối lượng của một quả cam, được chưa nè? Quả ổi này một quả có khối lượng bao nhiêu gam? Thì 5 quả ổi sẽ là 5 nhân với m của một quả ổi, được chưa? Tương tự, các con cộng lại, đúng không? Các con cộng lại hết thì các con sẽ được khối lượng của cái bao này, khối lượng của bao này. Thì tương tự thôi, nguyên tử của chúng ta sẽ gồm các cái proton, gồm các cái neutron, gồm các cái electron nha các bạn. Thì lúc đó khối lượng tuyệt đối của nguyên tử đó sẽ bằng khối lượng của một proton nhân với số proton mà nguyên tử đó có, cộng với khối lượng của neutron nhân với số neutron mà nguyên tử đó có. Tiếp tục, cộng với khối lượng của electron nhân với số electron mà nguyên tử đó có nha các bạn. Và nhớ cho một cái quy tắc hôm trước chúng ta đã học, đó là trong một cái nguyên tử thì số P luôn luôn bằng số E, các bạn lưu ý nha. Đó là cách tính khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử nè, lưu ý nha. Nhưng mà nhiều lúc do cái gì nè, do cái electron này các bạn này, do cái electron này này nó có khối lượng không đáng kể, cho nên nhiều lúc là người ta cũng chỉ cần quan tâm tới khối lượng tương đối thôi. Khối lượng tương đối thì chính là bằng khối lượng tuyệt đối chia cho cái này là cái gì đây các bạn này, 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 có phải là đơn vị đo khối lượng nguyên tử không các con ạ? Chính là đơn vị đo khối lượng của nguyên tử. Chính vì vậy người ta chia cho 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 thì nó ra được bao nhiêu là u, bao nhiêu u, và cứ một u như thế này này thì chính là bằng một đơn vị carbon, mà một đơn vị carbon này thì chính là bằng m của nguyên tử carbon mà các con chia cho thành 12 phần bằng nhau đấy các con nhé. Một u này này chính là bằng m của carbon mà chia cho 12, hay người ta còn gọi là đơn vị carbon, do người ta lấy carbon làm đơn vị nha các con, được chưa? Đó, lấy carbon làm đơn vị nha. Thì đó là cả cái lưu ý khi mà chúng ta làm việc với
khối lượng và kích thước của nguyên tử. Đó. Thì bây giờ thầy trò của chúng ta sẽ sang các cái ví dụ liên quan tới cái dạng toán này, nó có khó không hay là nó dễ chơi ha. Bắt đầu nào. Ví dụ, người ta cho nguyên tử khối của neon là 20,179 U. Bây giờ người ta hãy bảo là hãy tính khối lượng của một nguyên tử neon theo kg. Thì quái này quá dễ đúng không ạ? Chúng ta có 1 U thì bằng 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Vậy suy ra nha các con, suy ra M của neon là các con ghi nè nha, bằng 20,179 nhân với con số này là 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 kg là xong. Các con nhân được kết quả bao nhiêu nha, đưa xuống đây đơn vị là kg rồi nhắn cho thầy nha các bạn. Là đây, trong cái u này á các con này, các cái u này này, các con thấy là kết quả người ta tính là người ta lấy 4 chữ số thập phân. 4 chữ số thập phân nha, 4 chữ số thập phân. Cho nên kết quả khi tính toán ra, các con làm tròn sao cho đến phần sau dấu phẩy cũng có 4 chữ số thập phân. Lưu ý cho thầy nha. Lưu ý cho thầy cái chỗ này. Như vậy á, 3,3 mấy ta? 3507 lấy 4 chữ số thập phân thôi nha các con. Nhân với 10 mũ trừ 26 kg. Nhân với 10 mũ trừ 26 kg. Chúng ta lưu ý cho thầy chỗ này nha. Đó. Ở đây là U đang lấy 4 chữ số thập phân thì kết quả các con cũng lấy 4 chữ số thập phân cho thầy. Được chưa? Cách ghi đó là cách ghi chính xác nha. Ở đây á, đáng ra là gì nè, cũng là phải viết là gì? 20,1790 thì nó mới cũng là đúng nguyên tắc các con này, là tức là phải viết đúng 4 chữ số thập phân theo cái đơn vị U nha. Đó là cái thứ nhất thầy thầy cần lưu ý. Thứ hai cho các con nữa, thì trong quá trình ghi bài ở vở nhá, ghi bài ở vở, do các con chưa có sách học sách bài giảng của thầy, thì các con ghi bài 1, đó là ghi tiếp bài hôm trước, các con ghi dạng 2 rồi tiêu đề của dạng đó là khối lượng kích thước của nguyên tử, các con chỉ cần ghi ví dụ 1 nha, ghi ví dụ 1 là mình ta tính theo cái này nha, không cần ghi lại đề, hiểu chưa? Giải ví dụ 1 vào đây nha. Giải ví dụ 1 vào đây. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Ta sang ví dụ số 2 nha. Ví dụ số 2. Chà, đề nó dài nha. Biết rằng nguyên tử hydro và hạt nhân của nó đều có dạng hình cầu. Hình cầu là sao các con? Giống như quả bánh á các con ạ, nha. Giống như quả bánh á, hình cầu ha. Cầu là hình quả bánh đấy. Hạt nhân nguyên tử hydro có bán kính là bằng 10 mũ trừ 15 mét. Đấy nha, bán kính nha các bạn, chứ không phải là đường kính nè. Còn bán kính của nguyên tử hydro á, bán kính nguyên tử hydro là tính từ đâu ra đâu các con ạ? Tính từ cái tấm của cái hạt nhân này này ra ngoài cái phần ngoài cùng của vỏ, thì cái này người ta gọi là bán kính nguyên tử nha. Bán kính nguyên tử. Bán kính nguyên tử. Còn tính từ cái tấm của hạt nhân ra phần rìa ngoài của hạt nhân, ra phần rìa ngoài của hạt nhân, thì người ta gọi là bán kính hạt nhân nhá. Bán kính hạt nhân. Bây giờ người ta yêu cầu cả con tính khối lượng riêng của hạt nhân và khối lượng riêng của nguyên tử hydro theo đơn vị là kg trên mét khối. Thì cái này nghe có vẻ khó nhỉ. Thì bây giờ công thức khối lượng riêng là gì? Khối lượng riêng là gì các con nhỉ? Khối lượng riêng. Khối lượng riêng thì D thì chính là bằng M nhá. M chia cho V. Đấy, đây là một câu hỏi trong sách giáo khoa của bọn con mà thầy đem ra thầy làm ví dụ đấy, chứ không phải là lấy từ đâu đâu nhá. Một câu hỏi trong sách giáo khoa đấy nghe. Câu hỏi này hình như câu 5, câu 4 gì trong sách giáo khoa đấy nghe.
Đấy, thì người ta yêu cầu các con tính khối lượng riêng. À, như vậy muốn biết khối lượng riêng thì các con cần phải có cái gì các con? Cần phải có thể tích. Mà ở đây lại quên mất cái công thức tính thể tích hình cầu mất rồi nha. Thể tích hình cầu. Thể tích hình cầu thì tính như thế nào ta? Thể tích hình cầu thì V của hình cầu nha. V của hình cầu các con này là bằng 4/3. 4/3 nhân với pi nhá, nhân với r mũ 3. R là bán kính, còn pi là gì nè? Lấy bằng 3,14 nhá. Pi này lấy 3,14 cho thầy. Như vậy tất cả các cái công thức cần thầy đã cung cấp. Như vậy bây giờ thầy trò ta cùng tính nhá. Thầy trò ta cùng tính nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tính khối lượng riêng của hạt nhân trước nhá. À, chúng ta sẽ tính hạt nhân trước. Hạt nhân trước nha. Thì mình sẽ có V, tức là thể tích của hạt nhân, thầy ký hiệu là VHN, đừng có hiểu là V Hà Nội nha. Đó, VHN. Thì bằng bằng gì các bạn? 4/3. 4/3 nhân với pi nhân với R của hạt nhân. R của hạt nhân các con thể số này bằng 4/3. Thầy sẽ cố gắng đi chậm cái chỗ này cho các con dễ hiểu. Nhân với 3,14. R của hạt nhân đề cho bằng mấy ta? À, bán kính của hạt nhân đâu rồi? Hạt nhân nguyên tử hydro có bán kính là ở đây mũ 3 phải không các con ạ? Cho nên các con mở dấu ngoặc ra cho thầy nhá. 10 mũ trừ 15. Tất cả mũ mũ 3. Các con tính giúp cho thầy được kết quả bao nhiêu nhá. Mà chúng ta biết rằng hạt nhân của nguyên tử hydro thì chỉ chứa gì nè? Chỉ chứa một proton. Một proton. Được chưa? Cho nên chúng ta sẽ có gì? Sau khi cái tính có V hạt nhân thì chúng ta sẽ tính M của hạt nhân, được chưa? M hạt nhân chính luôn bằng luôn cái gì nè? M của proton. Bởi vì nó được cấu tạo từ một proton. Đúng các con ạ. Thì bằng cái gì? Bằng cái gì nào? Ở đây người ta cho rồi này. Là bằng 1,672. Nhớ chú ý đề cho nghe. Nhiều lúc mình nhớ này là khối lượng của proton là 1,6726 nha. Nhưng mà đề cho là 1,672. Để ý thêm ở đây, đề đang lấy gì nè? Ba chữ số thập phân. Thì các kết quả mình sẽ đi theo ba chữ số thập phân nha các con. 1,672 nhân với 10 mũ trừ 27 đơn vị là kg. Trên này đã tính theo mét thì đơn vị của thể tích sẽ là mét khối nha các bạn, mét khối. Sau khi đã có V, đã có M của hạt nhân, chúng ta thay vào công thức khối lượng riêng là D của hạt nhân nhé. D của hạt nhân chính là bằng M của hạt nhân mà chia cho V của hạt nhân, đúng không? V của hạt nhân. Cái này các bạn tự tính toán ra vợ nhé. Các bạn chỉ cho thầy cái kết quả cuối cùng của D hạt nhân là bao nhiêu. Được nhé ạ. D của hạt nhân là bao nhiêu. Tương tự, bây giờ nếu xét cả nguyên tử thì thế nào? Nếu xét cả nguyên tử thì thế nào? Thì do khối lượng của nguyên tử hydro là D đã cho rồi. D đã cho rồi. Chúng ta không cần tính. Chúng ta chỉ cần việc là đi tính là V của nguyên tử nữa thôi. Nhá. V của nguyên tử thì bằng 4/3 pi nhân với R của nguyên tử, phải không các bạn ạ? R của nguyên tử mũ mũ 3. Ở đây thầy xin lỗi, thiếu mũ 3. Đúng không ạ? V bằng 4/3 pi nhân với R mũ 3 nha các bạn. Như vậy các bạn thể số 4/3 nhân với pi, các bạn có thể để pi về luôn chứ không cần viết thành 3,14. Để pi trên máy tính có đấy, nhân với R của nguyên tử nào? Bán kính của nguyên tử đấy các con này. Nha. Là bằng mở ngoặc ra nhé. 0,53, không thôi để rồi là nó sai đấy. Để vậy không có dấu ngoặc là khi cả con bấm máy tính á là nó sai đấy nha. 10 mũ trừ 10 tất cả mũ 3 thì kết quả được bao nhiêu? Rồi sau đó chúng ta cũng suy ra D của nguyên tử nha. Chúng ta cũng có D của nguyên tử bằng M của nguyên tử chia cho V của nguyên tử là xong nha, là xong câu A. Các con nha. Hạt nhân nha, 4/3 này các bạn nhân với pi nhé, nhân với pi là bấm shift pi nha các con, nhân mở ngoặc này nha, mở ngoặc nào,
10 mũ trừ 15. 10 mũ trừ 15. Trừ 15 nha. Rồi, đóng ngoặc các con nào. Mũ, mũ 3 nha. Mũ 3. Đó, được kết quả từng đó nha. Kết quả từng đó. Bây giờ thầy thầy lấy cái này. Thầy chia cho cái gì ạ? Thầy lấy cái m của hạt nhân ha. Thầy lấy cái m của hạt nhân là 1,1. Sao vậy nhỉ? 1,672 nhân với 10 mũ mấy các con? Trừ 27. Mũ trừ 27. Thầy chia ha. Cái này thầy chia. Mở ngoặc. Ở đây là xóa cái dấu nhân đi ha. Đóng ngoặc. Đó là ra được 39. Một rồi. Đó. 39. Ghê không? 39. Coi các bạn có nào. 39,44 này, 39 này. Như vậy Hiền Ân tính tốt này. Hiền Ân tính bỏ máy tính đúng rồi này nha. Đấy, các bạn lưu ý cách tính. Các con bấm NG là nó sẽ ra được cái máy đây. Chế độ khoa học. Đó, ra phải 3,99 đấy các bạn nha. Lưu ý nha. Rồi, cái này về nhà chúng ta tính nha. Về nhà chúng ta tính các bạn. Vậy thôi nha. Việc bấm máy tính không thôi à. Rồi, bây giờ các con nha. Câu B này. Người ta yêu cầu các con tính tỷ lệ thể tích của toàn nguyên tử với tỷ lệ với V của hạt nhân. Thì các con có này. V của nguyên tử nhá. V của nguyên tử chia cho V của hạt nhân các con. V của hạt nhân thì nó hoàn toàn bằng nha. Nó bằng R của nguyên tử nhá. R của nguyên tử mũ 3 chia cho R của hạt nhân mũ 3. R của hạt nhân mũ 3. Các con ghi cho thầy công thức về nhà các con tính này. Dạng này cũng ít ra các con nhá. Chỉ trong đề người ta chỉ ra được cả cái câu ngắn gọn thôi nhá. Ra cả câu ngắn gọn thôi. Thì các con ghi cho thầy công thức nhá. Về nhà chúng ta tính. Chúng ta tiếp tục sang ví dụ số 3. Người ta biết rằng khối lượng tương đối à, thì các con chú ý này. Khối lượng tương đối khi không ghi gì ha? Khi không ghi gì như thế này này. Ở đây không có ghi cái gì cả. Ở sau này không có ghi gì cả. Thì mình hiểu khối lượng tương đối có đơn vị nhé. Đơn vị là gì các bạn? Là U. Hoặc là gì các con? Hoặc là DVC nha. DVC, đơn vị carbon đấy các con. Người ta bảo con cả con tính khối lượng nguyên tử tuyệt đối của oxy à, khối lượng nguyên tử tuyệt đối của oxy. Thì các con có này. Khối lượng tương đối thì bằng cái gì cả con nhà? Bằng khối lượng tuyệt đối. Khối lượng tuyệt đối chia cho gì? Chia cho 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Được chưa? Cho nên bây giờ suy ra khối lượng tuyệt đối thì sẽ như thế nào các con? Suy ra M tuyệt đối, khối lượng là hai ký hiệu là M hay M tuyệt đối sẽ bằng M tương đối nha. Khi ra được cái này sẽ đơn vị là U hay là gì? Hay là DVC. Đó, DVC các con. Đó, thì bằng M tương đối nha các con. M tương đối nhân với 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27. Rồi, các con thể số thôi nha. Bằng 15,
15,999444 nhân với 1,6605 nhân với 10 mũ trừ 27, kết quả cho thấy bằng bao nhiêu? Đơn vị sẽ là kg. Bấm nhân lên nha. Bằng 2,6567 nhân với 10 mũ trừ mấy các con? Trừ 26 kg nha các con. Đó, ghi như vậy mà đúng nha. Tức là ở đây có 4 chữ số thập phân này, thì các con nên làm tròn theo 4 chữ số thập phân nhé. Thậm chí đáng ra phải làm 5 tròn, làm tròn 5 số đó các con. Vì ở đây là 99944 này nhé. Phải làm tròn 5 số đó đấy, chứ không phải là 4 số không đâu nhé. Rồi, các bạn ghi chép xong thì bảo thầy nha. Câu số ha. Nguyên tử X có bán kính là 1,44 angstrom và khối lượng riêng thực là 19,36 gram trên cm khối. Nguyên tử này chỉ chiếm 74% thể tích của tinh thể, phần còn lại là rỗng. Như vậy đề yêu cầu các con tính là khối lượng riêng trung bình của toàn nguyên tử rồi suy ra khối lượng mol của nguyên tử. Thì đầu tiên các con đã có bán kính của nguyên tử nha. Thì các con chú ý cho thầy chỗ này. 1 angstrom thì bằng 10 mũ trừ 10, 10 mũ trừ 10 mét. Đó, cho nên suy ra R của nguyên tử X ấy, R của nguyên tử X ấy là bằng 1,44 nha các con, nhân với 10 mũ mấy nào? Nhân với 10 mũ trừ 10 nha, 10 mũ trừ 10 đơn vị là mét nha. Rồi, sau khi đã có R thì chúng ta phải đi tính gì nè? Vì nguyên tử là có dạng hình cầu nhá. 74% là gì nè? Đây này, nguyên tử này chỉ chiếm 74% thể tích của tinh thể, phần còn lại là rỗng. Hãy tính khối lượng riêng trung bình của toàn nguyên tử rồi suy ra khối lượng mol. Thì từ đây các con suy ra cho thầy này. V của nguyên tử lại tiếp tục áp dụng công thức gì nè? 4/3 pi ha nhân với r mũ 3 các con nhé. R mũ 3 thể số vào nào, 4/3 pi, nhớ nhân là mở ngoặc ra không thôi là nó sai đấy, 1,44 nhân với 10 mũ trừ 10 nhá, đơn vị là mét đấy, mũ 3 ra được V nguyên tử nè. Sau khi đã có V nguyên tử thì bây giờ người ta hỏi là tính khối lượng riêng trung bình của toàn nguyên tử rồi suy ra. Trong đó khối lượng riêng thực là có rồi. Thì các con có gì? Các con có công thức gì nào? Khối lượng riêng D thì bằng M mà chia cho V. Từ đây mình phải suy ra là cái gì các con nào? Mình phải suy ra M cái đã nhá. M sẽ bằng bao nhiêu? Các con thử đặt viết làm coi nào. Câu A. Khối lượng riêng thực. Vì nguyên tử này chỉ chiếm 74% thể tích tinh thể, còn lại là rỗng, cho nên khối lượng riêng thực này á, khối lượng riêng thực nhá thì bằng 74/100 nha, 100 khối lượng riêng trung bình. Cho nên suy ra này. Cái V này sẽ dùng sao nhá. Suy ra khối lượng riêng trung bình thì bằng gì nè? Khối lượng riêng thực nhân với 100 chia cho 70 bằng D thực này nhá các con. Thầy viết là như vậy. Khối lượng riêng thực là D thực nhân với 100 chia 74 nha các con. Đây, vì sao? Vì nguyên tử này chỉ chiếm 74% thể tích của tinh thể thôi, còn lại là rỗng mà, cho nên là gì nè? Khối lượng riêng thực thì là bằng 74% khối lượng riêng của trung bình thôi nhá. Suy ra khối lượng riêng trung bình thì bằng D thực nhân với 100 chia cho 74, các con thể số này 100/74 nhân với gì? Nhân với gì?
19,36 thì ra được khối lượng riêng trung bình. Đã xong cái ý đầu tiên nha. À, đã ra ý đầu tiên nha các con. Rồi, bây giờ khối lượng mol nào? Khối lượng mol thì như thế nào? Mình sẽ có D. À, D này này, D trung bình nhá. D trung bình thì bằng M mà chia cho V. Cho nên từ đây mình đã tính V rồi nhé các con. Mình đã tính V rồi. Thì từ đây suy ra khối lượng mol. À, cái này các con thay bằng M lớn đi ha. À, như vậy suy ra M lớn thì bằng D trung bình. D trung bình cho thầy nhân với V nha. D trung bình tính ra nha, tính ở đây các con này. Tính ở đây này, bằng mấy nè? Bằng bao nhiêu ạ? Cái này là được 26,16 ha. Gam trên cm khối đúng không? Gam trên cm khối. Rồi chúng ta thấy nào. À, V trên này mình đang tính theo cái gì đó? Mình đang để mét đúng không các bạn? Cho nên là mình phải cái này chính là mình phải đổi sang luôn nha các bạn. Cái này cũng là chính là bằng 26,16 kg nha các bạn trên mét khối ha. Tức là nhân lên 1000. Rồi chúng ta thế vào nào, 26,16 đúng không? 26,16. V khi này các con tính bằng mấy? Cái này là m nhỏ thôi nha. Cái này là m nhỏ cho thầy này. M nhỏ này. Rồi, nhân với cái V các con vừa tính này, suy ra M lớn nha các con. M lớn sẽ bằng cái M nhỏ này này nhân với 6,02. 6,02 nhân với 10 mũ 23 nữa nhé. Đó, số Avogadro. Đó, M lớn sẽ bằng M nhỏ nhân với N, nhân với NA nha. Chỗ này là 1,2507 nha. Nhân với 10 mũ. Nhưng mà bọn con tính trên này nó ra mét khối nhá. Ra mét khối đấy các con. Thì ở đây để cho chuẩn á, do cái này này. À, do cái này là đang tính theo gam các con này. Thì ở đây là sửa thành là 10 mũ trừ 8. Sửa thành 10 mũ trừ 8 thì ở đây sẽ là 10 mũ trừ mấy? Trừ mấy ở đây. Sửa lại thôi nhá. Câu 1. Điều nhận định nào sau đây là không đúng? Không đúng. Thứ nhất, tổng trị số điện tích âm của electron trong lớp vỏ phải bằng tổng trị số điện tích dương của proton nằm trong hạt nhân nguyên tử. Trị số có nghĩa là gì? Ví dụ thầy nói như thế này. Điện tích của electron á, hôm trước á, là trừ 1,6 nhân với 10 mũ trừ 19 coulomb. Giả sử là trong cái hạt nhân của nó là có 5 proton thì lớp vỏ của nó cũng có 5 electron. Được chưa? 5p. Thì bây giờ cái điện tích tổng trị số có nghĩa là 5 nhân với trừ 1,6 nhá. 5 nhân với trừ 1,6 thì ngược lại bên này cũng sẽ là 5 nhân với 1,6 nhân với 10 mũ trừ 19. Khi người ta đề cập tới trị số, tức là người ta không có tính dấu âm vào. À, thì khi đó tổng trị số điện tích âm trong lớp vỏ sẽ bằng tổng trị số trong cái điện tích dương của proton nhé. Trị số tức là không có giống như là trị số là các con hiểu như thế này này, là giá trị tuyệt đối ha của cái số mà các con đang tính đấy. Cho nên thằng này đúng nha. Tiếp tục, khối lượng tuyệt đối của nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton neutron. Khối lượng tuyệt đối là gì các con nhỉ? M tuyệt đối thì bằng cái gì? Khi này có công thức nha. Bằng MP nhân với số P cộng với M của N nhân với số N cộng với M của E nhân với số E nữa ha, đúng không? Mà cái thằng này thiếu mất cái số E rất trong rồi. Cho nên câu 1 chúng ta chọn B nha, chọn B các bạn. Ngay đến đó là xong rồi. Nguyên tử có cấu tạo rộng, đúng. Hạt nhân nguyên tử có điện tích dương, đúng. Có kích thước rất nhỏ so với kích thước của nguyên tử và nằm ở tâm của nguyên tử, không có sai cái ý nào hết. Khối lượng của nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân vì khối lượng của electron không đáng kể, đúng rồi. Đường kính của nguyên tử thì tầm cỡ vào 10 mũ trừ 10 mét nghe con Hiền Anh. Đó là bằng này 1 angstrom đấy con.
chưa? Một angstrom đây nha. Một angstrom. Xong nha. Dễ rồi đấy. Đó, lý thuyết trên trường chỉ gặp vậy ha. Chứ tính toán khi này là hơi phức tạp đấy. Khối lượng của nguyên tử thì cỡ vào mấy cả con? Khối lượng nguyên tử này. Khối lượng của nguyên tử thì vào cỡ khoảng là 10 mũ trừ 27 kg thôi cả con. Nha, 10 mũ trừ 27 kg thôi. 10 mũ 26 là lớn rồi nha. 10 mũ trừ 27. Đấy, ví dụ này. Ví dụ này. Ấn proton. Ấn proton nha. Ấn proton thì M của proton là gần là 1,6 ha. 726 nhân với 10 mũ trừ 27 kg. Đúng không? Rồi M của electron. M của electron là 9,1. Không mấy đó, 94 à. Nhân với 10 mũ trừ 31 kg. Bây giờ cộng lại thì các bạn thấy là nó cũng nằm trong tầm 10 mũ trừ 27 thôi nha. Đó, các con lưu ý nè. Nguyên tử có đường kính lớn gấp 1000 lần, à 10000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại cái hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì đường kính nguyên tử sẽ là bao nhiêu? Như vậy là d của nguyên tử này là gấp 10000 lần đúng không? Gấp 10000 lần đường kính của hạt nhân. Thì bây giờ nếu ta phóng đại cái hạt nhân lên thành mưa bằng 6 cm thì gì nào? D của nguyên tử sẽ bằng 6 này các con ấy. 6 này nhân với 10000 thôi, đúng không? 6 nhân với 10000. 6 nhân với 10000. Đó là bằng gì nào? 60000, đúng không? 10000 lần là 60000. 60000 cm nha. 60000 cm. Mà 1 mét á thì bằng 100 cm, được chưa? Cho nên cái này chính là bằng 600 mét, được chưa? 600 mét nha các bạn. Chú ý cẩn thận đổi đơn vị nha. Nhiều bạn sẽ đổi nhầm là từ mét sang mà cm là nhân với 1000 đấy, cẩn thận ạ. À. Ok chưa? Bỏ đi hai số 0 thì ra được đơn vị là. Đấy, cho nên là quay lại nha, trình bày nè. 1B2A này ha. Ba gì rồi cả con nhà? 3D. Đó, trình bày trên hàng ngang như thế này này. Cho nó tiết kiệm vở này. 4. 4 là C này, đó, được chưa? Trình bày như vậy nha. Sau này có tài liệu mà chúng ta đánh vào lại chứ. Câu 5. Nguyên tử natri có 11 electron ở vỏ, 12 neutron. Hỏi tỷ số giữa khối lượng hạt nhân và khối lượng của nguyên tử. Tỷ số khối lượng là bao nhiêu các bạn? Tỷ số khối lượng giữa hạt nhân và của nguyên tử là bao nhiêu? Thế đây. M của hạt nhân là bằng này. Bằng này cả con này. Có 11 electron thì tương ứng sẽ có 11 proton nha. 11 proton. M hạt nhân chia cho M nguyên tử. Vì sao các bạn? Vì sao bạn ấy chọn được như vậy? Thì bạn ấy sẽ làm như thế này. Bạn ấy thấy này. Câu A là lớn hơn 1, đúng không? Cái này lớn hơn 1. Thì M của hạt nhân thì không thể lớn hơn khối lượng của cả nguyên tử được. Đấy nha, cũng không thể bằng được. Đấy nha, không thể bằng được. À, và cũng không thể lớn hơn 2 được. Đấy nha, không thể lớn hơn 2 được. Cho nên bạn ấy mạnh dạn chọn ngay đáp án C. À, các bạn nhé. Vì ra nè, vì cái khối lượng của nguyên tử thì bao giờ cũng chắc chắn sẽ lớn hơn khối lượng của hạt nhân. Bởi vì cái nguyên tử thì còn thêm cái phần vỏ nữa mà. Giống như cả một cái quả trứng nguyên thì bao giờ nó cũng sẽ có khối lượng là lớn hơn cái khối lượng của cái phần lông trắng và phần lông đỏ ha, vì phần ngoài là có phần vỏ nữa, đúng các bạn ạ. Đấy, cho nên chắc chắn nó sẽ bé hơn một, cho nên chúng ta sẽ chọn nhân đáp án là C. Khang rất là thông minh nha các bạn. Đấy, như vậy là bằng này, nếu các bạn tính toán ra là sẽ bằng gì nè? 11 nhân với 1,6 sáu mấy nè, 6726 nhân với 10 mũ trừ 27 cộng 12 nhân với 1,67
48 nhá. Nhân với 11 trừ 27 chia chia. À, chia cho cả cụm này rồi cộng thêm mấy cái bán 11 electron nhân với 9,1 nhân với 11 trừ 31 nữa. Thì thầy phân tích như vậy, không biết là Khang có chọn cái kiểu giống như là thầy phân tích không, tức là hạt nhân đúng không? Thì có khối lượng bao giờ cũng sẽ bé hơn khối lượng của nguyên tử. Cho nên cái tỷ số đó bao giờ cũng sẽ là bé hơn 1. À, thì không biết là Khang có chọn theo cái cách đó hay không. Câu 6. Nhận định nào sau đây là đúng? Khối lượng của nguyên tử thì bằng tổng khối lượng của các hạt proton, neutron và electron. Cái này chính là gì nè? Khối lượng tuyệt đối nha các bạn. Chính là khối lượng tuyệt đối. Chính là khối lượng tuyệt đối đấy. Khối lượng electron bằng khối lượng proton. Sai. Khối lượng electron bằng 1/840 khối lượng của hạt nhân nguyên tử. Đâu đã biết khối hạt nhân nguyên tử là bao nhiêu đâu, đúng không? Khối lượng electron bằng khối lượng neutron. Cho nên chúng ta chọn câu 6 là đáp án. Đáp án A nha. Đáp án A. Nhớ cách trình bày cho thầy nha. Trình bày trên một hàng ngang như thế này. Nếu hết hàng thì bọn con xuống, chứ đừng có ghi hàng dọc nè nha. Chúng ta có 5C và 6A các con. Tiếp tục nha. Tính khối lượng nguyên tử hydro, biết M hydro á là bằng 1. Thì cái này chúng ta làm gì các con? Tính theo đơn vị U đấy ha. Tính theo đơn vị U đấy. Thì các con này này, lấy M của H nhá. Lấy M của H chia cho 1,6605 nhân với 11 trừ 27. Đó, thì nó ra được bao nhiêu ạ? Nó gần bằng phải không các con? Gần bằng 1 U thôi ha. Gần bằng 1 U hé. Gần bằng 1 U nha các con. Gần bằng 1 U, chứ còn các con chọn 0,8 cũng không được, chọn 1,4 cũng được, 1,2 cũng không được nhé. 1,6378 chúng ta chia cho 1,6605 là 0,98 các con, là gần bằng 1 U nhé các con. Rồi, nếu chúng ta tưởng tượng rằng có thể phóng đại hạt nhân thành một quả bóng bàn có đường kính 4 cm. Phóng đại hạt nhân nha. R của hạt nhân bằng 4 cm, thì suy ra R của nguyên tử sẽ bằng R của hạt nhân nhá. R của hạt nhân mà nhân với mấy các con? Nhân với 10 mũ 4 nhá. 10 mũ 4 tức là bằng 4 nhân với 10.000 đấy ha. 10 mũ 4 là 10.000 các con nhá. Là bằng 40.000. 40.000 đơn vị là cm thôi nha. Thì các con đổi ra chính là bằng 400m. Ok chưa ạ? 400m. Đáp án là C. Câu này người ta chỉ đổi số. Đổi số với câu khi này nha. Đổi số với câu khi này. Còn một vài câu. Còn một vài câu. Cụ thể là ví dụ như thế này. Thì các câu này chắc là thầy sẽ cho các con về nhà, các con thử nghiên cứu coi nhé, làm bài tập về nhà. Đó, chúng ta có 12 câu. Như vậy thầy giải đến câu 8 rồi, là còn 4 câu nha. 4 câu này thầy sẽ gửi lên trên cái nhóm hóa cho các con để các con làm bài tập về nhà ha. Ok. Rồi. Cảm ơn các con đã lắng nghe theo dõi. Chúc các con buổi tối tốt lành. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại nha.